OK, tôi mình sẽ nói lại nhé. Cái phần tổng quan của bạn này, ấy, thì thứ nhất bạn đã chưa tia, chia theo tuyến vấn đề hoặc là bạn đã chưa chia theo tài liệu trong nước và quốc tế. Cái thứ hai là mẫu tài liệu này thì bạn đang tóm tắt nó quá là ngắn gọn, giống như kiểu là bạn đã chưa tiếp cận của tài liệu. Thế thì mẫu một đề tài này các bạn cần phải chỉ ra được là thông tin của đề tài, đúng không? Mục tiêu nghiên cứu, rồi thì phương pháp, rồi thì um, um, phạm vi, rồi thì cái kết quả nghiên cứu tìm được, rồi thì cái hạn chế của đề tài đó và ở đây mình lướt qua một chút mình nói thật là mình chỉ nhìn đến bạn đã trình bày được có khoảng độ 4 năm cái tài liệu luận văn và khóa luận thôi thì đối với mình ấy nó còn là quá ít thứ nhất đối với mình ấy thì cái lĩnh vực này thì mình đã nắm được rồi thế cho nên là mình biết rằng là nó phải có ít nhất khoảng 20 đề tài nghiên cứu về cái vấn đề này riêng của các bạn sinh viên cái thứ hai bạn này chưa có các cái tài liệu nghiên cứu nước ngoài để có câu chuyện đối chiếu và câu chuyện tham khảo cho nên đối với bạn CV này mình đang yêu cầu là bạn cần phải tổng quan thêm ít nhất phải 10 tài liệu nữa có liên quan đề tài của bạn. Liên, liên quan mật thiết luôn đấy, cái tên đề tài trùng luôn đấy. Đấy, cái thứ hai nữa là cần phải có các tài liệu nước ngoài. Vụ đây người ta nói là ứng dụng công nghệ thông tin. Thế bây giờ bạn thử nghiên cứu các đề tài của nước ngoài đi, bởi vì người ta cũng có những đề tài mà nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng tất nhiên là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác A, công tác B chứ không phải công tác văn phòng. Nhưng ít nhất chúng ta đều có thể biết được là khi chúng ta nghiên cứu một đề tài nước ngoài như vậy chúng ta xem cách họ triển khai thứ nhất họ giải thích các khái niệm như thế nào thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin vào một cái lĩnh vực gì đó thì người ta có cái lý thuyết gì không hoặc là người ta có cái mô hình gì không hoặc là người ta có cái cách thức làm việc như thế nào thì để chúng ta gắn với cái vấn đề đó vào vấn đề văn phòng của chúng ta để chúng ta có cơ sở cho cái việc mà chúng ta áp dụng đấy bởi vì sao tổng quan mà không tốt làm sơ sài nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đề tài của các bạn thầy ơi học khóa chuyên ninh có được nhận tài liệu gì không và các bạn nhớ nhé là khi các bạn học đăng ký khóa chuyên ninh này, này khóa quốc dân này này thì các bạn sẽ được nhận một bộ tài liệu thì cái bộ tài liệu này ấy, nó là tài liệu trong đó tất cả các cái nó ngoài tài liệu học tập của cái khóa đấy ra thì các bạn sẽ được học các bạn sẽ được nhận cái uh, các các cái bài điểm cao <laughs> các bài điểm cao nhé ví dụ như là bài nghiên cứu khoa học khóa lượng tốt nghiệp bài tiểu luận bài khóa bài có tốt nghiệp này bài tiểu luận này bài báo cáo thực tập báo cáo kiến tập thì tất cả các cái bài đó thì nó đều đạt điểm là từ 9.5 9 đến 9.8 để các bạn tham khảo đây đây bộ tài liệu tham khảo của bạn học viên đây đấy để các bạn tham khảo đối với đề tài mà không có liên quan mật thiết thì bạn xem cái mức độ như thế nào bởi vì nếu mà không có liên quan mật thiết không có liên quan gì thì chúng ta không cần phải đưa vào cái danh mục này đấy nhưng mà cũng có những tài liệu nó chỉ liên quan một phần thôi ví dụ như là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác gì đấy mà không phải công tác văn phòng thì chúng ta cũng có thể tham khảo được ở họ cái cách thức họ triển khai cái công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin là như nào đấy thì vẫn có thể đưa vào được bởi vì đây là cái vấn đề nghiên cứu của chúng ta là vấn đề nghiên cứu là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng thế thì ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác khác chúng ta cũng có thể tham khảo bởi vì ở trong đấy nó là vẫn có các cái lý luận có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin mà đấy thì chúng ta có thể tham khảo về phương pháp thì đây bạn nói rằng là phương pháp thu thập thì có số liệu số liệu thứ cấp thì các bạn nhớ là chúng ta đã nói về câu chuyện phương pháp thế thì đối với dữ liệu thứ cấp thì bạn sử dụng phương pháp gì thì bạn phải nói chứ không phải là bạn nói là dữ liệu thứ cấp là dữ liệu thì gì không phải đâu mà phương pháp đấy là phương pháp gì thứ hai là dữ liệu sơ cấp là phương pháp gì chứ không phải rằng là thiết kế bảng hỏi này kia phải nói rõ là phương pháp gì sử dụng như nào tiếp nữa là phương pháp xử lý và phân tích thì có những phương pháp nào đấy ở đây thì mình thấy là bạn còn có cả phiếu khảo sát đấy phương pháp quan sát phương pháp thực tế vân vân ở trang thực ra là thầy cũng không nhớ là là đề bài của em là bài nào đâu nhưng mà bây giờ đề bài này bài đầu tiên thôi em ạ về câu hỏi nghiên cứu thì bạn nhớ nhé ở đây ý, cái mục tiêu nghiên cứu của bạn chỉ là trình bày và đánh giá hoặc là uh, bạn nhận diện cái thực trạng đúng không nhận diện cái thực trạng uh, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và từ đó có kiến nghị thế cho nên là các câu hỏi nghiên cứu bạn cần phải theo sát cái mục tiêu đó chứ còn ở trong ở đây bạn nói là mức độ ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ thông tin thực tế bài này của bạn bạn có làm được nội dung này không bạn có làm được nội dung này không hai cái nội dung số 2 và số 3 bạn có trả lời được câu hỏi này không với các cái phương pháp nêu trên với mục tiêu nghiên cứu nêu trên bạn có trả lời bạn có thực hiện được hai cái mục tiêu này không mà bạn đưa ra chúng ta đưa ra mục tiêu nó phải cứ đưa ra câu hỏi nghiên cứu nó phải đi theo mục tiêu mục tiêu của chúng ta chỉ là đánh giá nhận định hoặc là trình bày và đánh giá thực trạng ứng ừ, dụng công nghệ thông tin và từ đó có giải pháp thế thì cái câu hỏi chỉ là đơn giản là gì thưa là À, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hoặc là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại diễn ra như thế nào? Đấy, diễn ra như thế nào? Nó đang diễn ra như thế nào? Đó, và sau đó là giải pháp gì giúp nâng cao hiệu quả? Thế thì chỉ có hai câu hỏi thôi, chứ chúng ta vẽ ra nhiều câu hỏi mà lát nữa chúng ta không trả lời được thì chúng ta làm khó mình. Vẽ ra ở đây thì nó phải được giải quyết ở bố cục. Chứ không phải vẽ ra cho vui cho nên bạn vẽ ra mà bạn không giải quyết nát nữa cái người ở trong hội đồng ấy người ta sẽ đánh giá bài của bạn nhé thầy ơi khóa truyền hình có cung cấp tài liệu uh, riêng cho đề tài của mình không và bạn lưu ý nhé các bạn sinh viên đấy uh, hàng trăm bạn thì hàng trăm đề tài thế cho nên không có một ai có thể cung cấp được hết tài liệu cho từng bạn nhưng các bạn nhớ là chúng ta được học cách phân tích đề tài để tìm kiếm keyword và chúng ta được học cách phân biệt tài liệu uy tín chúng ta cũng được học cách tìm tài liệu ở trên các kênh tài liệu uy tín khác nhau vậy dù bạn là ngành nào trừ những cái bạn mà học khoa kỹ thuật, kỹ thuật nhé cái này nó dành cho những bạn học khoa xã hội kinh tế chính trị đấy học xã hội đấy thì bạn đều có thể tự bạn tự bản thân của bạn tìm được tài liệu các bạn nếu mà có một khóa học nào người ta cung cấp tài liệu cho các bạn thì các bạn đừng có học bởi vì chúng ta vẫn đang bị phụ thuộc bởi vì đấy là con cá còn ở đây phương pháp tìm tài liệu kênh tài liệu tải tài liệu về lưu trữ tài liệu đọc tài liệu chiết xuất thông tin từ tài liệu và trích dẫn tài liệu vào trong bài tất cả các thứ các bạn đều được học được thực hành chứ không phải rằng là người ta làm hộ mình cái đoạn đó cho nên các bạn nhớ là chúng bạn, các bạn sẽ được học còn cái bộ tài liệu mà các bạn được cung cấp ấy, đấy là tài liệu tham khảo nói chung để các bạn có cơ hội đọc những cái tài liệu mà nó được điểm cao đã được chấm rồi từ 9 chấm đến 9.8 để bạn tham khảo thêm chứ không phải là đấy là tài liệu của đề tài của mình hãy nhớ nhé rồi ok giả thuyết thì thôi bỏ qua bởi vì là câu hỏi nghiên cứu viết chưa tốt thì giả thuyết thì chưa viết tốt được đâu bố cục của đề tài thì thôi bạn đây bạn chỉ có 3 chương là cơ sở lý luận thực trạng và đề xuất thì ở cái câu chuyện uh, xây dựng văn hóa công sở chưa trang ơi lát nữa nhé thứ nhất về cái câu chuyện là cơ sở lý luận thì ở đây các bạn nhìn này bạn ấy có đưa ra một số khái niệm văn phòng công tác văn phòng thông tin ứng dụng công nghệ thông tin nhưng có một cái khái niệm rất quan trọng bạn chưa thấy đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng được hiểu như thế nào đấy cái thứ hai nữa ở đây bạn nói là sự cần thiết này rồi thì điều kiện này ý nghĩa này mình không hiểu mô hình đề xuất để đưa ra để làm gì mã hóa bính quan sát để làm gì phương pháp nghiên cứu đưa ra đây để làm gì trong khi đã bên trên đã có phương pháp nghiên cứu rồi các bạn nhớ nhé tham khảo là phải có chọn lọc không phải cái gì của người ta mình cũng đưa vào bài của mình đâu tuy nhiên có một cái thứ rất quan trọng trong cái phần chương một này thì lại chưa làm được đó là nội hàm hay thậm chí là cái mô hình của cái vấn đề nghiên cứu chính của bạn ấy đó chính là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác văn phòng là như thế nào được hiểu là gì đấy thì bạn học <laughs> bạn đọc các đề tài nghiên cứu có trước bạn đọc các cái nghiên cứu của các thầy cô giáo trong các cái sách các cái chuyên gia về quản trị văn phòng, xem người ta hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng là gì. Và trong bài này của bạn bạn hiểu đó, bạn hiểu cái khái niệm đó theo quan điểm nào. Và cái quan điểm đó thì nó hiểu như thế nào? Bởi vì các bạn nhìn này, ở trên này cái chương 1 không hề có nhắc đến câu chuyện ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng là gì đâu, mà cái đấy là cái quan trọng thì lại không có. Các bạn sinh viên nhà mình đôi khi chỉ thích đưa mấy cái dấu giơ vào đây thôi. Đúng không ạ? đấy đây này bây giờ mình sẽ nói lại cho các bạn nhé vì, um, đây là cái tên chương 1 này cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin và mô hình nghiên cứu ở đây bạn 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 đưa thêm cái từ mô hình nghiên cứu đây này ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng đáng lẽ cái tên chương một của bạn phải như vậy mới đúng còn câu chuyện mô hình hay không ấy thì tôi chưa bàn đến bởi vì cái đề tài này của bạn không nhất thiết là bạn phải đề xuất với mô hình bởi vì ở đây bạn mới đang trình bày đề tài của bạn thường thuần nghiên cứu định tính và nó uh, và nó chỉ mô tả lại cái thực trạng thôi đúng không ạ thế các bạn cùng xem nhé về câu chuyện là cơ sở lý luận về ứng dụng nguyên tin trong tác văn phòng này các bạn nhìn này cái ở đoạn này là công trong công tác văn phòng nhưng mà nó lại không trùng với cái tên chương nó chưa có sự phù hợp cái thứ hai nữa là một số khái niệm cơ bản thì các bạn nhìn nhé ở đây bạn có khái niệm văn phòng công tác văn phòng thông tin công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin nhưng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cái này mới là cái quan trọng nhất thì lại chưa được làm rõ bởi vì cốt cán nhất của cái chương này tôi vẫn muốn biết xem ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng là cái gì là làm gì cái đấy mới là cái thứ quan trọng nhất các bạn ạ bởi vì nó sẽ làm cái tiền đề đây chính là cái phần đối tượng nghiên cứu cho cái phần chương 2 của bạn để bạn soi vào thực tế nhưng ở đây các bạn nhìn này nó chỉ có phần một số khái niệm này sự cần thiết này điều kiện này ý nghĩa này đấy chứ nó chưa có cái gì liên quan đến câu chuyện là người đọc vẫn chưa hiểu là ứng dụng công nghệ trong quan tác văn phòng là gì gồm những nội dung nào kể cả là mô hình thì ở đây là gồm những yếu tố nào thì nó chưa rõ đấy và xuống đến chương 2 chúng ta nhìn lướt qua một chút thì chúng ta thấy là bắt đầu bạn nhắc đến câu chuyện đây ứng dụng đây ứng dụng đây thì bạn nhắc đến là hệ thống trang thiết bị rồi thì tổ chức ứng dụng rồi thì hàng loạt các cái nội dung khác nhau nhưng thực tế ở trên phần chương 1 thì cái phần cơ sở luận của nó là chưa có vậy nó không thể nào làm tiền đề cho cái phần chương chương hai được và người đọc người ta rất hoang mang là không hiểu những cái nội dung này thì bạn dựa vào đâu để bạn để bạn để bạn cho rằng đây là cái thực trạng người ta sẽ không hiểu là bạn dựa vào đâu để bạn cho rằng đây là cái thực trạng của công tác này nếu như bên trên bạn chứng minh được đó là các cái lý thuyết về mặt lý luận là nó có cơ sở khoa wow. thì bên dưới này bạn soi vào thì người ta sẽ có cái cơ sở còn nếu đấy trên này bạn không nhắc đến này ở trên này không hề có này <laughs> đó thì bạn rất khó để lý giải cái phần này và thậm chí bạn sẽ bị lúng túng luôn đấy đấy cho nên đây chỉ là một cái phần thôi nên sang cái phần chương 3 thì bạn nói là một số đề xuất đề xuất một số giải pháp nâng cao vân vân thì thôi cái phần giải pháp này thì mình cũng chưa có đọc bởi vì là đây nó chỉ là phần dự kiến thôi chứ còn thực tế là cái phương pháp gì hay là cái giải pháp gì ấy, thì nó còn phụ thuộc vào cái thực trạng nữa cơ thế cho nên là chúng ta chỉ soi chương 2 thôi đấy vậy qua đề tài này mình muốn có một cái nhấn mạnh là thứ nhất các bạn đặt tên chương nó phải rõ ràng đây chương 2 này chương một này nó phải rõ ràng ứng dụng đồng tin vào đâu trước đây bạn chỉ nói đến đây thôi nhưng mà bên dưới này bạn đều nhắc đến công tác văn phòng thì mình thấy nó chưa phù hợp với cái tên đề tài tên tên chương một đâu đấy và một số mục quan trọng thì chưa thấy nhắc đến được chưa? Thì đấy là cái bài này là cái bài của các bạn của các bạn đang làm quá trình tốt nghiệp thì mình đã nhận xét kỹ toàn bộ phần thuyết minh bên trên và cái phần toàn bộ phần mở đầu bên trên và cái phần bố cục đấy nếu các bạn thấy có thể thấy hay thì các bạn có thể là follow cái kênh tiktok này nhé và các bạn có thể là share cái video nhận xét này ờ um, ok bây giờ chúng ta sẽ đến với bài của một bạn sinh viên khác nhé coi như bài này của bạn sinh viên này là xong này đây một bạn nữa hỏi mình về cái bố cục này đúng không ạ à, cái bố cục này của bạn thì nó cũng không có cái gì là là khó đâu các bạn ơi các bạn có câu hỏi gì ấy, các bạn cứ đặt nhé và các bạn xem like các bạn cố gắng giúp mình là thả tim và share để tiktok nó cho thấy rằng đây là một cái phiên like có ích cho cộng đồng và nó sẽ đề xuất đến nhiều bạn sinh viên hơn À, cái giờ live của mình thì chỉ có diễn ra trong một tiếng rưỡi thôi các bạn ạ đến 10 giờ thì mình sẽ kết thúc phiên live rồi vậy là nó chỉ còn khoảng độ 45 phút nữa thôi à, một tuần thì mình sẽ chỉ live 3 buổi thôi nhưng mà do hai tuần trước thì mình có tham gia đào tạo vào buổi tối các khóa đào tạo bên mình thì cũng rất là đa, rất là đa dạng từ các bạn là sinh viên năm nhất năm hai năm ba năm đối với các anh chị thạc sĩ rồi các anh chị nghiên cứu sinh các anh chị là giảng viên đại học các anh chị đang nghiên cứu, muốn công bố tạp chí, hay là các anh chị muốn học các cái phần mềm kinh tế lượng, hay các anh chị muốn coaching, hay các anh chị muốn viết đạo văn đều có hết. Từ một bạn sinh viên năm nhất cho đến một người nghiên cứu chuyên nghiệp thì bên mình đều có uh, support bình thường. Và mình nghĩ rằng một bạn sinh viên từ nhóm nhất nhất từ năm nhất đến năm tư ấy, các bạn chỉ cần tham gia một cái khóa 200k thôi, không quan tâm nhiều đâu thì đã đủ cho các bạn là làm tất cả các dạng bài trên môi trường đại học rồi, từ tiểu luận nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, báo cáo kiến tập vân vân và nó chỉ có 200k thôi và cái tài khoản của bạn sẽ được duy trì trong vòng 4 năm học ok chưa xem lại bất cứ khi nào mình cần à, và bên hôm nay mình vẫn có trách đạo văn nhé hôm nay mình sẽ có trách đạo văn và tư vấn trách đạo văn cho các bạn sinh viên và chúng ta cùng xem đến cuối nhé xem bạn sinh viên này bị, bị, trùng bao nhiêu phần trăm nhé rồi bây giờ mình sẽ nhận xét cho bạn Trang này Trang ơi đây là bài của em đúng không phải không nhỉ Cẩm lệ thì có Đà Nẵng chắc đúng rồi rồi, dạ thầy ơi, thầy có thể sắp xếp chạy mẫu một buổi SPS và Smart được không? À, các bạn ơi, các bạn lưu ý nhé. Bên mình ấy thì uh, sẽ có các cái chuyên gia chuyên sâu về các cái lĩnh vực khác nhau. Bởi vì là mỗi một giảng viên thì các thầy cô sẽ chuyên sâu về một cái lĩnh vực khác nhau ở bên mình. Ví bên mình sẽ có các cái giảng viên chuyên về các phần mềm kinh tế lượng, trong đấy có cả Eview, cả R, thậm chí là cả hai uh, um, uh, Python đúng không ạ? Rồi thì cả uh, SPS, POS hay là stata đó thì các bạn hoàn toàn có thể là uh, tham khảo các thầy bên mình. OK. Các bạn nên lưu ý là cái đề tài của bạn sinh viên này là một cái đề tài uh, báo cáo thực tập hay là nghiên cứu uh, hay khóa luận tốt nghiệp gì đó thì không biết là bạn đã ở trong này chưa bởi vì bạn vừa hỏi mình không lát nữa lại mất công thầy nhận xét xong rồi thì lại vẫn chưa vào. Uh, đề tài của bạn là xây dựng văn hóa công sở tại văn phòng ủy ban nhân dân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng ờ uh, ok ok trang nhé thì thầy sẽ chia sẻ với trang như thế này thầy ơi khóa truyền tháng này bao giờ mở con lớp mới à uh, các bạn ơi các bạn lưu ý nhé bất cứ khi nào các bạn đều có thể đăng ký các khóa truyền hình này được bởi vì đã record đã có sẵn trên khóa này rồi còn các bạn muốn học trực tiếp với thầy thì chúng ta cứ đăng ký đi và chúng ta sẽ học vào cuối tháng này bởi vì cái khóa mà của tháng 2 vừa mới xong xong vừa mới xong tối ngày hôm qua đấy vừa xong tối ngày hôm qua thôi các bạn có thể xem ngay record được còn học với thầy thì các bạn phải đợi đến cuối tháng 3 này ok đó ok bây giờ thầy nhận xét cho trang nhé à, xây dựng văn hóa công sở tại văn phòng ủy ban nhân dân quận cẩm lệ thế thì à, bây giờ trang phải lưu ý cho thầy này cái từ văn phòng này em này bởi vì nếu như mà chúng ta hiểu từ văn phòng ở đây chỉ là một cái bộ phận của văn phòng quận thôi thì chúng ta biết rồi không ai xây dựng cái văn hóa công sở tại một cái bộ phận cả mà văn hóa công sở thì người ta phải áp dụng cho cả cái bộ máy đúng không ạ cho văn phòng được hiểu là bộ máy cũng nghĩa là hiểu theo nghĩa rộng ấy nhưng mà cái đơn vị mà chủ trì xây dựng hoặc là tham mưu thì có thể là đơn vị văn phòng theo nghĩa hẹp cái này trang trang lưu ý nha em nhé để khi em chốt cái khái niệm ấy em phải 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 chốt được các bạn lưu ý cho mình một điều nhé là tại sao mà khi chúng ta làm đề tài nào chúng ta có cần phải trình bày cái khái niệm đầu tiên trong phần cơ sở lý luận bởi vì cái khái niệm nó cho biết là chúng ta hiểu cái khái niệm đó cái vấn đề đó theo cái quan điểm nào, theo góc nhìn nào về cái nội dung đó. Bởi vì chúng ta hiểu theo quan điểm nào, nó sẽ ảnh hưởng đến cái nội dung của vấn đề đó và nó sẽ tác động trực tiếp đến các cái phần khác trong bài, đặc biệt là các phần quan trọng. Trên trên ở đây thầy đang nhấn mạnh là thầy đang hỗ trợ cho bạn Trang là Trang lưu ý cho thầy cái từ văn phòng. Đấy, cho nên cái từ văn phòng ở đây em phải hiểu là văn phòng theo nghĩa gì. Chứ nếu mà em bảo là em hiểu theo nghĩa hẹp, thì không ai xây dựng văn hóa công sở cho một cái bộ phận cả mà nó phải là cho tổ chức Trang lưu ý cho thầy nhé. Về cái phần mở đầu thì có lý do, có mục tiêu, có phạm vi, có vấn đề nghiên cứu. Cái từ vấn đề nghiên cứu này em lưu ý này. Ở đây người ta phải là lịch sử nghiên cứu vấn đề em ạ. Chứ không phải vấn đề nghiên cứu. Hoặc là người ta sẽ có cái phần là đối tượng nghiên cứu em ạ. Nhá. Em em dùng từ nếu mà chuẩn xác thì em phải xem lại. Phương pháp ý nghĩa kết cấu. Đó. Ở đây thì thầy chưa thấy em ghi, chưa thấy em trình bày cái phần là và phần, phần lịch sử nghiên cứu vấn đề. Đấy trang ơi em phải nhớ thầy nhé trang này hoặc là tất cả các bạn đang xem like các bạn nhớ thầy một điều nhé là có thể trong một số dạng bài người ta không yêu cầu các em phải trình bày phần lịch sử nghiên cứu vấn đề hay tổng quan nghiên cứu các em cũng đừng lấy làm gì là vui hay là sung sướng bởi vì người ta không yêu cầu mình làm không có nghĩa là mình không làm bởi vì nếu như mình không làm mình không đọc mình không nghiên cứu thì mình sẽ không có một cái chất gì trong đầu mình để mình viết ra các cái nội dung được kể cả khái niệm em cũng không bao giờ biết lúc đấy em chỉ search cái từ khái niệm khi em viết khái niệm em chỉ search một số cái ở trên Google hay gì đó thôi nó sẽ cho em một vài cái khái niệm chơi chơi thiếu uy tín và thế này em mang vào trong bài của mình để em viết phần khái niệm xong lát nữa đến khi em viết phần ý nghĩa em lại lên Google em viết từ ý nghĩa Đang em search lại được một số thông tin em lại chơi chơi em lại viết ở bài vậy là toàn bộ bài của các em nó giống như một cái bài mà đến đâu tra đến đấy điền vào bài đấy không phải là cách chúng ta làm nghiên cứu mà là bản thân của các em ấy phải đọc tổng quan các nghiên cứu có liên quan để mình từ đó mình đúc rút ra là cái cả về mặt ý nghĩa vụ cái khái niệm của mình nhìn được bao nhiêu góc nhìn mình hiểu theo nghĩa nào ý nghĩa theo góc nào rồi cái vấn đề của mình cũng vậy để đến khi chúng ta viết đến đâu chúng ta có trích dẫn khoa học và có uy tín đến đó chứ không phải là Google nhé. <laughs> thì trong cái quá chuyên ninh ấy đây này mình sẽ dạy cho các bạn 7 kênh tài liệu uy tín trong đó cũng có sử dụng của Google nhưng chỉ là một trong 7 kênh thôi chứ không phải là 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 một kênh và trong đó là có một số kênh AI nó sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm tài liệu nhanh và tổng quan nghiên cứu cho các bạn nữa rồi à, cơ sở lý luận về văn hóa công sở ở đây thì à, ở trang ơi em lưu với thầy một điều nhé cái đề tài của em là xây dựng văn hóa công sở Chứ cái đề tài của em không phải là văn hóa công sở tại đâu đó. Nhá. Mà nó bắt đầu bằng một cái động từ là xây dựng. Thế cho nên ở đây cái cơ sở luận của em không phải là cơ sở luận về văn hóa công sở. Mà cơ sở luận của em là về xây dựng văn hóa công sở. Bởi vì cái keyword quốc chúng ta đi vào là từ xây dựng. Có nghĩa là em phải roi vào cái vấn đề xây dựng. Chứ không phải em chỉ có roi vào câu chuyện là mô tả cái văn hóa công sở đó. Đúng không? Đấy. Thế xây dựng văn hóa công sở là như thế nào? chứ không phải là văn hóa công sở là như thế nào văn hóa công sở là như thế nào nó chỉ là một phần thôi tiếp nữa là xây dựng là như thế nào xây dựng gồm bao nhiêu quy trình bao nhiêu bước đấy bao nhiêu cái thứ liên quan từ xây dựng sau rồi lát nữa em sẽ nhắc đến câu chuyện là thực trạng văn hóa công sở và xây dựng văn hóa công sở tại cái cơ quan này lúc đấy em mới sâu ra được là cái văn hóa công sở tại cơ quan này đã có chưa hay như thế nào họ đã đang xây dựng chưa hay đang xây dựng dở hay là chưa xây dựng vân vân sau đó đến chương 3 em mới đề xuất một số kiến nghị hay một số giải pháp góp phần xây dựng được. Hoặc thậm chí là em chỉ ra cho họ các cái bước để xây dựng được. Thì lúc đấy là hoàn toàn cái kiến thức và cái cái cái, cái công đóng góp của em là đi vào câu chuyện xây dựng. Chứ không phải là chúng ta đi vào câu chuyện là chỉ có văn hóa công sở. Đấy. Làm thế nào để có một khung lý thuyết vững chắc cho vật lập luận. Để có một cái khung lý thuyết vững chắc thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu rõ cái đối tượng nghiên cứu của mình sau đó các bạn phải đi tổng quan nghiên cứu cho thật tốt sau đó các bạn phải uh, lựa chọn các cái lý thuyết phục vụ cho cái mục tiêu nghiên cứu của mình đấy thì lúc đấy các bạn mới hình thành được một cái khung lý thuyết đấy vững nhé yeah. đấy ở đây này em nhìn này em trình bày về khái niệm khái niệm ok nhưng mà cái khái niệm về xây dựng là chưa có thứ hai là vai trò vai trò vai trò vai trò yếu tố văn bản quy định nhà nước các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn này, cái đề tài, cái bố cục của bạn trang nó rất giống bố cục của bạn vừa rồi. Các bạn để ý mà xem, cái vấn đề của bạn đây là xây dựng. Thì đáng lẽ bạn phải cho người đọc thấy được là ok, việc xây dựng văn hóa công sở được quy định tại đâu? Xây dựng văn hóa công sở được quy định như thế nào? Rồi có bao nhiêu bước xây dựng vân vân. Hoặc ít nhất bạn phải cho người ta biết là cái nội hàm của văn hóa công sở là người ta xét trên mấy khía cạnh ngày xưa hình như mình cũng có đọc mình cũng có nghiên cứu về vấn đề này thì cái văn hóa công sở người ta có thể là dựa trên nhiều các nội dung khác nhau ví dụ như thế ví dụ ví dụ nhé là về cảnh quan môi trường ví dụ như là văn hóa giao tiếp ứng xử ví dụ như thế hình như mình nhớ là nó được cấu thành bởi bốn năm thành tố cơ thế thì ở đây các bạn nhìn xem bạn nói rằng là lý lý luận về văn hóa công sở nhưng ở đây chúng ta đâu có thấy được là. Đây bạn có cái phần là yếu tố cấu thành văn hóa công sở. Nhưng mà cái nội dung này là nội dung quan trọng nhất thì bạn lại chưa trình bày được cái nội dung nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì chưa làm tổng quan. Chưa làm tổng quan thì đâu đã có biết là nó có cái gì đâu. Còn những cái này là chúng ta đôi khi chúng ta chỉ đang diễn diễn biến được thôi. Thực trạng xây dựng này này. Đây, vị trí ok. Xây dựng đấy thì thành nghĩ rằng là em nên trình bày cái thực trạng văn hóa trước sau đó em trình bày cái câu chuyện là thực trạng xây si, thực trạng xây dựng hoặc là xây dựng văn hóa công sở tại đâu đó thì mình trình bày xem là họ đang thực hiện đến đâu rồi so với các cái nội dung về xây dựng mà mình đã khẳng định ở trên cơ sở lý luận ví dụ một cơ sở lý luận xây dựng là bốn bước thì ở đây họ đang xây dựng bước mấy rồi hoặc là như thế nào và mình sâu ra mình sâu hai cái nội dung ra một là thực trạng văn hóa công sở hai là thực trạng xây dựng văn hóa công sở đấy Em cũng không cần thiết phải show một cấp độ 4 đâu, mình show để mình biết thôi. Chứ còn sau này khi làm mục lục chúng ta chỉ show một cấp độ 3 là vừa rồi, nhá. À, năm ngoái em cũng làm nghiên cứu về quan không công sở, ok tốt mà. Ok các bạn có hỏi gì các bạn cứ hỏi nhé. <laughs> gửi bài cho thầy nhận xét có tốn phí không? À, tất cả các bạn à, gửi bài cho mình đều không mất phí. À, có điều rằng là các bạn mà học các khóa học, vụ các bạn mà học khóa chuyên ninh bên mình ấy thì các bạn sẽ gửi bài thì mình sẽ ưu tiên nhận xét trước bởi trong một phiên live mình cũng chỉ nhận xét được tầm 4 năm bài thôi thì mình sẽ ưu tiên nhận xét các bạn bài của bạn trước và sau đó những bạn nào mà chúng ta gửi thì đều được nhận xét hết nhé không sao cả rồi à, ở đây là giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng thì nghĩ là chúng ta hơi dùng cái từ này nó hơi khiên cưỡng cái việc mà xây dựng văn hóa công sở thì quan trọng nhất là xây dựng thành công xây dựng được và thực hiện tốt chứ không phải là nâng cao chất lượng xây dựng mình nghĩ là nó hơi hơi khiên cưỡng ở chỗ này nhé thì tất cả những cái kiến nghị này bạn cũng để phải căn cứ vào thực tế thôi à, thầy có chữa bài có tốt nghiệp bằng tiếng anh không à, thực ra thì tiếng anh ấy, mình nghĩ rằng là các bạn nên dịch bởi vì bởi vì sao bởi vì là tiếng anh ấy, nó mà dịch theo các cái thuật ngữ chuyên môn bởi vì khóa luận tốt nghiệp là đi theo các cái chuyên môn rồi Thế cho nên là nếu mà dịch các cái thuật ngữ chuyên môn đấy mà không phải là chuyên môn cứng của mình chẳng hạn thì nó thật là các bạn nó mất nhiều thời gian lắm. Thế cho nên là một buổi live này mỗi một bài của các bạn chỉ có 15 hay 20 phút thôi thì các bạn phải dịch trước thì mình nhận nhất mới nhanh được. Chứ còn bây giờ mà dịch này từ này hiểu thế này có đúng không em thì thôi. Thực sự là mất rất nhiều thời gian. Các bạn lưu ý nhé. Rồi ok. À, mình vừa nhận xét sườn bài Có tốt nghiệp cho bạn Trang. Trang ơi em có hỏi gì không? Với những mà những cái mà nội dung mà thầy vừa nhận xét đấy thì em về em điều chỉnh nhé điều chỉnh thêm các nội dung vào đây này thứ hai điều chỉnh về tên này thứ ba điều chỉnh về cái nội dung của nó này đây chúng ta đi vào câu chuyện xây dựng nhé chứ không phải đi vào câu chuyện là văn hóa công sở đâu yếu tố cấu thành văn hóa công sở ok nhưng phải có thêm một cái mục quan trọng nữa là xây dựng văn hóa công sở em ạ tiếp tục nhé làm mục lục tự động có dễ không ạ ờ, làm mục lục tự động thì rất là dễ thôi không có vấn đề gì cả nhé Thầy ơi, thầy có mẫu về bảng mã phân tích không ạ? Bảng mã phân tích gì em? À, các bạn có thể gửi, các bạn nhớ nhé, là khi các bạn các bạn follow cái kênh tiktok này cho mình này, sau đó các bạn vào cái đường link bio trên kênh tiktok này, các bạn sẽ tìm được cái kênh để mà liên hệ với mình để mà gửi bài. Thì tất cả bài của các bạn gửi qua thì đều đều cố gắng mình sẽ cố gắng nhận xét hết để các bạn làm sao đấy đều được nhận xét để rút kinh nghiệm bởi vì là đối với mình ấy nhận xét một cái bài của các bạn nó không mất thời gian đâu tất cả bài này của các bạn ấy mới gửi cho mình thôi đấy à bảng mã an kết đúng không ờ, lâu lắm thì mình cũng không dùng cái bảng mã an kết này nhưng mà không sao bạn bạn không có cái bảng mã này hay nào em đã nghe là nhận xét của thầy rồi em sẽ điều chỉnh lại em cảm ơn thầy ok nhá trang nhá ok xong bài của trang này à, các bạn nhớ nhá các cái buổi live này của mình đều được record và tất cả những bạn nào mà muốn xem lại các buổi record này của mình thì các bạn chỉ cần lên đường link bio trên kênh tiktok này các bạn sẽ tìm thấy kênh it mình không tiện nói hết tên nhưng tên nó tên it đúng không thì sau đó các bạn có thể xem lại được <c��> <ép humanicio> rồi ok đây là bài của một một anh gửi cho mình lúc chiều nay đúng ạ không? không biết anh còn ở trong này không ạ anh đức ạ à. các bạn ơi các bạn nhớ follow kênh tiktok này nhé để mình để các bạn xem được video ngày nào mình cũng ra video và sắp tới thì mình có ra một series về cái phỏng vấn có liên quan đến các cái nội dung này thì trong buổi phỏng vấn đấy các cái buổi phỏng vấn của mình thì các bạn hoàn toàn có thể xem được nhé à, xem được và rút kinh nghiệm được cho cái bài viết của mình ok bây giờ mình sẽ đi vào bài của anh này nhé thì không biết anh ấy còn ở trong nhóm này không thì không biết nhưng mà thôi mình cứ nhận xét không thì mai anh lại hỏi này Tên đề tài là pháp luật về quảng cáo thương mại bằng quảng cáo cố định từ thực tiễn thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Ok. Ờ, chắc là anh học luật liên quan đúng không? Nghĩa là pháp luật về quảng cáo. Cũng nghĩa là bây giờ anh nghiên cứu về pháp luật về quảng cáo và cái câu chuyện là thực hiện cái pháp luật này tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đi vào thử xem cái mục tiêu của anh ấy viết như thế nào nhé. Chúng ta bỏ qua mấy phần trên đi vào mục tiêu này. Mục đích này, À ok. Vậy là vậy là có rất nhiều thứ cần phải nhận xét cho bài của bạn anh này rồi. Ok nhé, chúng ta sẽ đi từ trên này. Thứ nhất, về câu chuyện ở phần mở đầu. Mình không biết đây là một đề tài thạc sĩ hay là một đề tài gì, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhận xét nhé. Thứ nhất này, chúng ta lưu ý là chúng ta không nên sử dụng các cái ở đây là tính cấp thiết của đề tài, mình không biết rằng là các trường viết thì ý nghĩa như thế nào. Nhưng nếu đây là cái phần lý do chọn đề tài, thường thông thường ngoài này mình hay dùng từ là lý do chọn đề tài với cái phần đầu tiên. Thì để thuyết phục được người ta kể cả về tính cấp thiết hay là về cái lý do chọn đề tài thì các bạn nhớ đây này anh đang nói về câu chuyện bối cảnh này cùng với quá trình hội nhập công nghiệp hóa quốc tế vân vân này đúng không thì cái từ thành phố này thành này chắc là không phải viết hoa rồi vẫn là lưu ý nhé cái thứ hai nữa là nói về câu chuyện phát triển mạnh mẽ hay là tăng trưởng kinh tế vân vân thì khi chúng ta viết phần lý do chọn đề tài này các bạn cần phải nhớ cho mình là cần phải có trích dẫn khoa học nó là các luận cứ để từ đó nó khẳng định những cái luận cứ và những luận điểm bên trên để các bạn là có cơ sở bây giờ bạn nói là cất phát triển mạnh mẽ rồi thế nọ thế kia nhưng đâu nguồn đâu trích dẫn đâu số liệu đâu minh họa đâu không có không có nhé cái thứ hai là các bạn cũng cố gắng là chúng ta không nên viết kiểu này theo quan điểm của mình ấy là các cấu phần các cái mục hoặc là các cái các cái đoạn văn trong phần lý do trận đề tài nó tạo nên một cái mục có tính thuyết phục người đọc rất cao rằng đây là một đề tài quan trọng cấp thiết cần phải nghiên cứu thế thì Thông thường mình sẽ dạy cho các bạn cách viết như sau. Có 5 nội dung các bạn cần phải trình bày được. Thứ nhất, bối cảnh của vấn đề nghiên cứu. Thứ hai, khẳng định được tầm vấn đề, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu. Thứ ba, chỉ ra được khoảng trống nghiên cứu. Thứ tư, viết được cái tính cấp thiết của đề tài. Thứ năm là các bạn phải trình bày được là kết lại là từ đó bạn nghiên cứu đề tài này viết được năm ý đó với năm câu văn xin lỗi năm đoạn văn đưa các cái trích dẫn khoa học vào là bạn sẽ có một cái phần mở đầu cái phần lý do chọn đề tài tốt rồi nha đó thì đấy kể cả những cái kể cả bạn muốn trình bày và đây là những hạn chế bạn cũng phải có cơ sở nếu không nó chỉ là những cái cảm quan trực quan những cái chủ quan của bạn mà thôi cố gắng không nên viết các đoạn văn nó chỉ có một câu nha bởi vì mỗi một đoạn văn nó đều có câu luận điểm và cái phần phân tích và luận cứ không nên viết những cái câu chơi 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 một câu hai câu nha các đoạn một câu hai câu đấy là cái phần đầu tiên mình nhận xét cho bạn này không biết là bạn đã ao khỏi nhóm chưa thì như anh này anh gửi bài cho mình có anh gửi cho mình hai bài cơ nhưng mà nó thật là một buổi live, mình không có đủ thời gian để nhận xét cho một người mà mấy bài cho nên là mình cũng nói thẳng với anh như rồi là xin phép là thôi xin phép anh là nhận xét cho anh một bài trước còn nếu có thời gian là nhận xét cho anh hai bài tiếp theo là lịch lịch tình hình nghiên cứu liên quan đề tài à, các bạn ok nhắc lại để cho bạn mỹ hà bạn mỹ hà viết nhé Thứ nhất là có 5 cái nội dung mà em cần phải trình bày được. 5 nội dung này sắp xếp có thể thành 5 đoạn văn hoặc 6 đoạn văn bởi vì có những cái phần em viết hai đoạn văn là tùy em. Thứ nhất là bối cảnh của vấn đề. Mỗi một vấn đề sinh ra nó đều có bối cảnh riêng. Thứ hai là khẳng định được vấn đề đó là một vấn đề quan trọng bởi vì nó quan trọng trong bối cảnh đó. Còn trong bối cảnh khác nó chưa chắc là quan trọng. Thứ ba, em phải nói được cái tính, cái khoảng trống của nó. Nó quan trọng như vậy nhưng mà nó đang diễn ra một cái thực trạng nào đó hoặc nó đang bị thiếu sót một cái gì đó thứ tư em phải nói được tính cấp thiết có nghĩa là gì không nghiên cứu đề tài này chưa nghiên cứu đề tài này chậm trễ nghiên cứu đề tài này hoặc là chưa triển khai đề tài này nó sẽ còn xảy ra cái vấn đề gì và thứ năm để em nói đến câu chuyện này vì những vấn nội vấn lý do trên hoặc là vì những cái em kết lại cái, cái đoạn đó cái phần đó vậy là chỉ cần năm cái ý đó thôi em triển khai thành năm đoạn văn thì em đã viết được một trang rưỡi rồi cộng với cả các cái dẫn khoa học vào nữa là cái phần đó người ta đọc thấy nó rất là mạch tư duy đi từ rộng đến hẹp. đấy là cái cách mình dạy cho các bạn sinh viên viết đơn giản thế thôi. nó có công thức đàng hoàng. một phần nào cũng có công thức. phần nào trong phần đây này các bạn nhìn này. khi mình dạy các bạn trong khóa chuyên này nhé. các bạn kích vào này. các bạn kéo xuống cái phần bên dưới này này. đây mình dạy cho các bạn viết từ lý do cho đến bố cục. phần nào mình cũng dạy cho các bạn có công thức để viết. và lấy ví dụ minh họa cho các bạn xem. nhá. Trang ơi thầy vừa nói rồi em lên kênh em lên đường link bio trên kênh tiktok này em sẽ nhìn thấy kênh it màu đỏ biết kênh it là cái gì rồi đúng không <laughs> nó sẽ được up vào chậm nhất vào chiều mai nhé đó tiếp tục bây giờ vào cái câu chuyện là 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 tình hình nghiên cứu thế thì tình hình nghiên cứu ở đây thì mình nghĩ rằng là bạn cũng cần phải quan tâm câu chuyện là nếu bây giờ bạn nghiên cứu về cái vấn đề là pháp luật về quảng cáo thương mại cố định đúng không có thể nghiên cứu về câu chuyện ở việt nam thì bạn có thể trình bày là theo tuyến vấn đề đây bạn có đây rồi thì đây mình đã thấy là bạn đang viết thành một đoạn văn đây này đây này đấy viết một đoạn văn và có liệt kê các tên đề tài thì mình nói thật ra các bạn viết được cái kiểu như này nó không phải là dễ đâu tại sao mình nói không phải là dễ bởi vì dễ nhất là liệt kê các tên đề tài còn khó nhất là nhóm được các vấn đề, các kết quả hoặc là các vấn đề nghiên cứu có liên quan đó mà viết thành một mạch văn với dẫn chứng là các đề tài đã có. Thế thì mình cũng chưa đọc kỹ, mình chưa biết là anh đã viết được đến cái mức độ như vậy chưa? Nhá. Còn nếu mà chỉ liệt kê thôi thì không nên viết kiểu này. Mà một luận văn thạc sĩ mà chúng ta liệt kê được như thế này thì mình nghĩ rằng nó còn còn hơi hơi hạn chế. Cần phải dài hơn rất là nhiều. Cần phải nhiều hơn. Nhá. Đó và sau đó thì mỗi một cái đề tài đắt ước xong chúng ta phải chỉ ra được cái gì ạ? cái khoảng trống bởi vì nếu mà tổng quan nghiên cứu xong mà thấy không có khoảng trống gì hết đề tài của mình không cần phải nghiên cứu thì thì thôi cần gì phải nghiên cứu đề tài này nữa vậy đề tài của bạn nó phát triển hay là nó khỏa nó khỏa lấp vào một khoảng trống nào đấy các bạn cần phải nói rõ nha mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu thì nói thật là các bạn mục đích nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu hai cái này là khác nhau mình xin chia sẻ nhé Mục đích nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu là khác nhau Mục tiêu nghiên cứu là cái kết quả Mà bạn kỳ vọng cái đề tài này của bạn sẽ làm được Đạt được Ví dụ như tôi kỳ vọng là qua cái đề tài này của tôi Thì tôi sẽ khám phá ra là Yếu tố nào có tác động đến kết quả học tập của sinh viên Hoặc là về mức độ tác động Đấy tôi kỳ vọng ra được cái điều đó Còn mục đích nghiên cứu này của tôi để làm gì Để tôi giúp cho các bạn sinh viên nâng cao được kết quả học tập mục đích và mục tiêu của cùng một đề tài nhưng mà lại là khác nhau các bạn thấy chưa mình vừa lấy ví dụ cho các bạn về một cái mục đích một cái mục tiêu của một cái đề tài đấy khác nhau không các bạn thấy khác nhau không khác nhau mục tiêu của đề tài này của tôi là tôi xem rằng là cái điều gì mà tác động đến cái quyết định mua hàng second hand hoặc là quyết định mua hàng tại một cái nhãn hàng nào đó của người của người mua hàng hoặc là cái cái mục tiêu của tôi ấy, là tôi xem rằng là cái yếu tố gì tác động đến cái mức độ hài lòng của khách hàng tại cái nhãn hàng của tôi còn mục đấy là mục tiêu nhé còn mục đích ấy là cuối cùng của tôi là tôi giúp cho người người mua hàng ngày càng hài lòng hơn về sản phẩm của mình vậy mục đích và mục tiêu có mọi mối quan hệ nhưng mà không phải là một cho nên ở đây anh đang viết là mục đích thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải xem lại đây là quan điểm của cá nhân mình thôi chứ còn nếu mà anh thấy rằng ở trường của anh tất cả mọi người đều viết thế này thì thôi anh cứ giữ nguyên bởi vì quan trọng nhất là anh học ở trường nào thì bảo vệ hội đồng ở trường đó còn đây là quan điểm cá nhân mình thôi. Bọn người, uh, mọi người chúng ta nghe chúng ta thấy có lý thì chúng ta làm theo còn không thì thôi nhé. Và đặc biệt nữa nếu mà là mục đích thì không ai mục đích của tôi là mục là mục đích làm rõ cơ sở lý luận cả. Các bạn thử nghĩ mà xem có ai đi nghiên cứu mà mục đích cuối cùng là để chúng ta làm rõ cơ sở lý luận không? Hay là việc làm rõ cơ sở lý luận nó chỉ là một cái việc mà chúng ta sẽ làm bởi vì nó là một cái việc quan trọng giúp cho chúng ta hiểu rõ đúng không chúng ta thống nhất là về quan điểm chúng ta có cái cơ sở để chúng ta đánh giá thực trạng hay là để chúng ta triển khai nghiên cứu tiếp theo đấy vậy là cái việc đó là cái việc mà tôi làm để để có cơ sở của tôi chứ để có cái căn cứ của tôi chứ chứ đâu phải mục đích cuối cùng của tôi là tôi đi làm rõ cơ sở lý luận đâu không, mọi người thấy có đúng không đấy vậy ở đây lại còn đề xuất giải pháp mục đích là câu chuyện là đằng sau đề xuất giải pháp để làm gì cơ vậy ở đây mình comment như này nhé là bạn có thể thay bằng mục tiêu đây quan điểm mình thôi mục tiêu à, mục đích thì vẫn có nhá mục đích thì anh có thể là ở ừ, mục đích của tôi ấy là để tôi um, hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của Việt Nam của chúng ta về cái vấn đề này ví dụ thế nhá ví dụ thế còn mục tiêu đề tài này của tôi là tôi um, tôi tôi tôi, tôi um, mô tả hoặc là đề tài mục tiêu đề tài này của tôi là tôi đánh giá được cái thực trạng của cái việc mà áp dụng cái luật về quảng cáo gì gì đó cụ thể là ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để xem là cái thực trạng áp dụng cái luật đó như thế nào bởi vì luật thì ban hành rồi đấy nhưng mà thực tế mọi người có áp dụng không mức độ áp dụng đến đâu rồi hoặc là vướng mắc gì trong áp dụng vân vân vậy cái mục tiêu của tôi là tôi đánh giá được cái thực trạng đấy còn mục đích cuối cùng của tôi ấy, là tôi làm sao tôi đưa ra được các kiến nghị và để làm sao để kiến nghị cho cái luật của chúng ta nó hoàn thiện hơn nó tốt hơn để mọi người dân thực hiện nghiêm chỉnh hơn và dễ dàng hơn ví dụ thế vậy là mục đích và mục tiêu nghe có vẻ là nó khác nhau rồi đấy nhé yeah. thì đấy là cái 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 um... <laughs> ok ờ, phiên live của bạn sẽ kết thúc trong bốn mấy mấy giây chúng tôi phát hiện bạn không có hoạt động gì trong phiên live <laughs> rồi mình cũng không hiểu là <laughs> Ok. Rồi. <laughs> mình mình không hiểu là chắc là mình ngồi mình nói cho nên là TikTok nó nhận ra là anh không nói, anh không làm gì, không tương tác gì, không có hoạt động gì, không có livestream, không có bán hàng gì thì chắc là nó nó không thấy hoạt động gì nó đang nó đang dọa tắt. Ok, không sao. Thế cho nên thỉnh thoảng là mình phải lướt lướt một tí nhỉ để cho nó thấy mình có hoạt động. Đấy nhá, đấy là cái đầu tiên bởi vì lúc trước đang hạng đang hăng say quá nói về vấn đề này cho nên là cũng không để ý là thời gian nó như nào ok nhé đến nhiệm vụ nghiên cứu đấy nhiệm vụ nghiên cứu thì mình nghĩ rằng là đấy đây này đây này nếu anh viết theo kiểu kia thì hai cái phần này của anh nó khá là giống nhau đấy cho là chúng ta chưa hiểu rõ vấn đề cho nên chúng ta bị vậy đó và sắp tới mình biết là anh sắp tới anh bảo vệ rồi thế nên anh cần phải hiểu rõ bản chất của từng mục này bởi vì ra hội đồng ấy mình thì mình tất nhiên là mình chưa được ngồi hội đồng thạc sĩ nhưng mà hội đồng của đại học hoặc là ngồi ngồi nghe các thầy cô trong hội đồng thạc sĩ thì cũng nhiều rồi thì các bạn nhớ là những cái phần nào mà mình cảm yếu nhất thầy cô xoáy và hỏi rất là nhiều và hỏi đến mức mà chúng ta lúng túng chứ không trả lời được ấy, là bắt đầu thầy cô sẽ đến câu chuyện là sự trừ điểm bởi vì người ta đang nghi ngờ chỗ đó rồi người ta hỏi để khẳng định một câu chuyện là mình có biết được không đúng không ạ thì mà mình trả lời được thì còn đỡ nhận sai luôn để em điều chỉnh thì người ta còn đỡ chứ còn mình thực sự mình không biết gì hoặc là mình 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 trả lời bị sai hoàn toàn thì người ta sẽ đánh giá chỗ này rất là nhiều bởi vì lát nữa chúng ta ra khỏi hội đồng ấy là người ta sẽ họp kín với nhau điểm sẽ họp thống nhất kín và họp kín lúc đấy người phản biện ấy người ta sẽ đề xuất những cái phần mà người ta vừa hỏi rất quan trọng nhưng mà mình không trả lời được mà người ta đánh giá và hội đồng thường sẽ bị ảnh hưởng bởi cái người phản biện bởi vì đấy là cái người hỏi chính của bạn đấy còn thư ký cũng có hỏi cũng đánh giá nhưng mà ít thôi nhớ <laughs> bạn lưu ý nhé rồi nhiệm vụ nghiên cứu anh các bạn lưu ý nhé à, anh lại viết lại giống này rồi vậy là chúng ta chưa hiểu rõ hai bản chất hai mục này <laughs> cho nên bị như vậy đó rồi ok đáng lẽ nếu mà anh học nếu mà anh mà anh mà lùi lùi một chút bảo vệ thì mình nói thật là mình khuyên anh nên học quá chuyên này ở đây nó dạy các bạn viết bài bản và thậm chí là phải cả về câu chuyện cách viết như thế nào nữa chứ không đơn giản là phát hiện sai đúng ngày đâu mà nó chỉ có 200k chắc là mình nghĩ là ok luôn thôi. Ok, tiếp tục nhé. Về đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là pháp luật về quảng cáo. Ừ. Chúng ta xem lại tên đề tài một chút nhé. Đúng rồi, bạn phát hiện cái đối tượng nghiên cứu là đúng rồi đấy. Nguyên nhân... À không cần phải viết thêm nhầy đâu. Nhá, không cần viết thêm nhảy đâu phạm vi phạm vi về mặt nội dung đây này à, phạm vi mặt nội dung giống như bạn trước thôi nhiều người chúng ta bị viết lại tên đề tài đấy à, quên ơi em có thể xem thụ, nội dung của khóa đó nhé bởi vì thầy cũng nhắc lại mấy lần rồi ấy. bây giờ thầy nhắc lại thì sợ mọi người lại đánh giá là chúng ta nhắc đến lại một nội dung thì mà thầy lại đang tập trung cho cái đề tài của anh này cái nội dung nghiên cứu ấy mình cũng vừa nói chuyện với cả mọi người rồi nội dung nghiên cứu là trong cái đề tài đó anh nghiên cứu các nội dung gì vấn đề gì ví dụ nhé ví dụ anh hiểu hơn này anh nói rằng là đối tượng nghiên cứu của anh là pháp luật quảng cáo vân vật gì gì đó cái này là chuyên môn của anh thế thì nội dung nghiên cứu là trong cái vấn đề này này anh nghiên cứu các vấn đề gì anh nghiên cứu các cái gì cái liên quan đến vấn đề này đấy chứ không phải là chúng ta nhắc lại tên đề tài đâu có nghĩa là trong cái vấn đề và luật quảng cáo này anh nghiên cứu cái gì trong luật đó Cách hiểu về luật nội dung của luật thực hiện luật cái gì gì đó thì anh anh nghiên cứu cái gì thì anh viết ra đấy người ta gọi là nội dung nghiên cứu các bạn biết tại sao người ta phải có cái phần phạm vi nghiên cứu không để người ta cho cái người nghiên cứu có một cái cơ hội giải bày trình bày cái phạm vi của mình chứ còn nếu mà để hiểu rõ hết cái nội hàm của vấn đề này đôi khi nó rất là rộng nhưng mà trong cái thời gian của anh anh chỉ nghiên cứu được mấy nội dung này thôi vậy người ta sẽ căn cứ cái nội dung này xem có phù hợp với tên đề tài không và người ta sẽ nhận xét nhớ nhá chứ không phải tự nhiên đâu kể cả thành phố Hồ Chí Minh anh vẫn có thể giới hạn trong quận này quận kia bởi vì thành phố Hồ Chí Minh nó rất là rộng à, thời gian nghiên cứu không phải câu chuyện là từ 2020 đến nay đến nay là bao giờ 10 năm sau cái từ đến nay của anh nó vẫn còn giá trị này cho các bạn nhớ nhé là chúng ta nghiên cứu là chúng ta về mặt thời gian ấy là chúng ta có hai cái thời gian một là thời gian của thông tin dữ liệu Ví dụ như là dữ liệu thứ cấp anh thu thập trong giai đoạn nào? Thứ hai là thời gian dữ liệu sơ cấp anh thu thập trong giai đoạn nào? Đấy, thời gian anh tiến hành nghiên cứu trong giai đoạn nào? Đó, nhớ nhé. Thầy ơi, gửi bài qua đâu? À, gửi bài qua đường link bio nhé. Vừa với có bạn nào hỏi về câu chuyện là nghiên cứu chuyên sâu đúng không? À, thì tiện đây mình chỉ luôn, Vụ dụ nhé, mình lấy một cái khóa chuyên sâu dành cho các bạn đang học thạc sĩ và đại học này thế thì các bạn lưu ý nhé trong khóa này này các bạn được học này thứ nhất này các bạn được học về cách triển khai nghiên cứu từ câu chuyện là trình bày các khái niệm về nghiên rồi thì thiết kế các cái công trình nghiên thiết kế một công trình nghiên cứu quy trình triển khai một nghiên cứu tổng quan nghiên cứu này này lựa chọn các cái lý thuyết phù hợp sau đó đến bước thứ hai là các bạn sử dụng các cái phương pháp thu thập dữ liệu định tính định lượng như thế nào cho nó phù hợp thứ ba là bắt đầu bạn đi vào uh, các cái xử mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các cái phần mềm kinh tế lượng và sau đó là dạy chi tiết cho các bạn sử dụng cái cái cái, cái uh, phần mềm SPSS để bạn kiểm định. Vậy là từ câu chuyện phương pháp ra được mô hình đây này các bạn nhìn này. Cách xác định mẫu, thiết kế phiếu khảo sát, thu thập, xử lý, xử lý đây là xử lý kết quả nhé, xử lý cái số liệu đấy. Vậy sau đó rồi các bạn sẽ được học phần mềm để các bạn kiểm định mô hình. Sau đó các bạn sẽ được học cách trình bày kết quả nghiên cứu Đấy, sau khi trình bày xong xuôi rồi thì các bạn sẽ được học một buổi nữa hoặc là liên hệ với giảng viên để tư vấn chi tiết cái đề tài mà mình đang làm. Đấy là dành cho khóa chuyên sâu đấy, dành cho các bạn học đang học thạc sĩ, đại học mà đang làm các cái đề tài về kinh tế lượng, à, định định lượng, cụ thể là SVS. Kể cả những bạn nào mà làm định tính vẫn có thể học khóa này bình thường để khi chúng ta làm đề tài, chúng ta học cách viết, học cách làm. Sau đó là chúng ta sẽ được liên hệ với giảng viên để giảng viên hỗ trợ tư vấn cho chúng ta khi chúng ta triển khai. Đây là khóa này là khóa chuyên sâu dành cho mấy anh chị học thạc sĩ và đại học. Đấy. Còn những bạn nào mà <laughs> khóa này này, khóa này này nó sẽ, nó sẽ là nối tiếp của khóa này. Khóa này sẽ đến câu chuyện là tổng quan nghiên cứu và xây dựng mô hình. Còn khóa này từ câu chuyện mô hình cho đến câu chuyện là kiểm định mô hình. Thế cho nên nó mới sinh ra các khóa combo để cho mọi người tiết kiệm kinh phí mà vẫn được học hai khóa trở lên. Đấy thì các bạn nhớ nhé. Giả dụ như khi anh đấy là anh chợ đèn lồng của An đấy. Đấy chúng ta mà biết nhau sớm Anh chỉ cần học một khóa này thôi Là đã tốt lắm rồi Viết bài mượt mà rồi Bởi vì đề tài của anh nó cũng thiên về định tính thôi Thế thôi Học thạc sĩ mà học một khóa này Mình nghĩ là ok rồi Rồi tiếp tục xem anh còn viết gì nữa không nhé Rồi về phương pháp nghiên cứu Thì ở đây mình nói thật là Anh đang viết nó hơi bị uh, Nó hơi bị sơ sài một chút một xíu Thì mình xin chia sẻ nha nhé Để anh viết tốt hơn này Hoặc là anh có thể là xem Cái khóa kia thì để được học Bài uh, bản hơn thì ở đây phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu thì mình nghĩ rằng anh nên trình bày thành các nhóm. Thứ nhất là phương pháp luận là sử dụng phương pháp gì? Thứ hai là phương pháp thu thập. Trong thu thập anh sử dụng anh thu thập bằng phương pháp gì? Ví dụ như phương pháp nghiên cứu tài liệu. ví dụ như phương pháp phỏng vấn, phương pháp bằng hỏi, thu thập đấy. Còn tiếp theo là anh sử dụng là phương pháp nhóm phương pháp xử lý dữ liệu, anh xử lý phương pháp gì? À, có kể có những phương pháp định lượng, có kể phương pháp định tính tùy. Ở đây anh sử dụng phương pháp gì thì anh sử dụng thôi thì các phương pháp đó nó giúp anh có dữ liệu để anh trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của mình. Câu hỏi nghiên cứu là cái gì? thì trong đề tài này mình thấy rằng anh chưa trình bày câu hỏi nghiên cứu. nhưng mình đề xuất rằng là anh cần phải viết câu hỏi nghiên cứu ra. bởi vì từ mục tiêu nghiên cứu anh phải viết được câu hỏi nghiên cứu. đấy, viết câu hỏi nghiên cứu nhé, thì lúc đó anh mới có thể là xác định các cái vấn đề mà mình cần phải trả lời. được chưa? Uh, phân tích dữ liệu và dự báo thì thứ nhất ý, là bạn baby bị ổi, ổi ấy bạn có thể xem cho mình các cái nội dung đây bởi vì là uh, khi mà bên mình còn có một cái um, bên mình thì uh, có cả là coaching hoặc là tư vấn với chuyên gia một một thì ở đây mình sẽ có một số các cái phó giáo sư các thầy rất là giỏi trong câu chuyện là uh, xử lý dữ liệu phân tích dữ liệu và dự báo ở đây mình cũng không biết là cái một dự báo thì nó là một trong những nội dung mà bạn cũng có thể viết ở trong uh, cái nghiên cứu của mình hoặc là trong một số cái bài báo thì nó cũng có cái nội dung gần giống như thế thì mình cũng không hiểu là bạn đang muốn viết ở cái phần nào đấy thì bạn cũng có thể là học kiểu một một cũng được hoặc là bạn có thể là uh, liên hệ với các thầy để trao đổi thêm thì bên mình thì có cả trao đổi trao đổi này thì các bạn cũng không mất tiền đâu cho nên các bạn đừng có lo nhé đấy thì uh, hoàn toàn có thể là trả lời cho các bạn hoặc là hướng dẫn các bạn, ok. thầy có thể nói qua phần giả thiết được không? Ừ, thực ra thì nó là giả thuyết, nó không phải giả thiết em ạ, à. bởi vì giả thiết và giả thuyết là hai cái thứ nó khác nhau, nhá. trong khoa học xã hội và kinh tế của mình ý, thì thường người ta sử dụng là giả thuyết, chứ người ta không dùng giả thiết. giả thiết thì nó hay sử dụng trong khoa học tự nhiên hơn thì phải, đấy. thì cái giả thuyết đấy chính là cái câu trả lời sơ bộ cho cái, um, cho câu hỏi nghiên cứu. Ví dụ như là cái câu hỏi nghiên cứu của một số đề tài định lượng, từ người ta hay hỏi là yếu tố nào tác động, mức độ tác động của các yếu tố. Thế thì rõ ràng cái mô hình chính là cái giả thuyết. Thực ra là gọi là mô hình là cái giả thuyết thì nó cũng không hẳn nhưng mà nó chính là cái dự đoán của nhà nghiên cứu về cái sự tác động giữa các biến qua lại với nhau. Thì các biến đó chính là cái giả thuyết. Ví dụ như cái nào tác động thì người ta đưa ra 5 hay 7 hay 10 thì đó chính là cái mà giả thuyết người ta đưa ra còn thực sự nó có tác động hay không hay mức độ tác động như thế nào thì phải trải qua quá trình nghiên cứu và kiểm định đấy vậy là cái quá trình nghiên cứu đấy chính là cái tình quá trình đi tìm lời giải cho cái giả thuyết mà đưa ra đấy là giả thuyết nhé em nhé giả thuyết này không phải là tự nhiên nghĩ ra không phải tự nhiên đặt ra nhà nghiên cứu thích thì viết ra đấy mà nó cần phải có một số cơ sở thậm chí phải có một số cái nghiên cứu sơ bộ thì mới có được cái giả thuyết này bởi vì nó là phán đoán nhưng mà phán đoán có cơ sở chứ không phải là tôi thích thì tôi tôi đoán tôi đoán tôi đoán không 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 có chuyện tôi đoán đâu nhé rồi xem còn bài này có anh còn gì không đó thì mình nghĩ rằng là đối với bài này của anh thì anh cần phải làm tốt tất cả những phần bên trên đặc biệt là anh cần phải làm tốt cái phần tổng quan chứ còn ở đây mục lục thì mình cũng không đọc đâu bởi vì là bây giờ mà mà mà, mà đọc hết cái phần này thì nó tốn nhiều thời gian lắm mà mình chỉ còn đúng 8 phút nữa thôi là hết cái like này rồi thế cho nên mình nghĩ rằng là cái phần mở đầu bên trên anh cần phải xem lại rất nhiều cần phải xem lại và để có một cái phần nội dung này tốt này để có phần nội dung này tốt thì cần phải có được cái phần tổng quan nghiên cứu tốt và uh, và phải khi mà đọc tổng quan ấy làm tổng quan thì anh phải có literature review table nó sẽ cũng sẽ giúp cho anh có được cái chất lọc những cái thông tin uh, hữu ích cho các cái phần viết của mình uh, khi mà chúng ta đọc tài liệu chứ không phải là chúng ta lướt qua là chúng ta không có thông tin là sau này viết nó rất khó trích dẫn bởi vì literature review table cộng với cả cái phần mềm trích dẫn hai cái này là hai công cụ tay trái và tay phải giúp cho nhà nghiên cứu cứ thế là viết viết đến đâu trích dẫn đến đấy nha yeah thì tất nhiên là cái khoảng uh, dữ liệu là quan trọng rồi nhưng mà ít nhất mình muốn nói rằng là cái câu chuyện tổng quan ấy là phải có hai công cụ đó nhé thì hy vọng rằng là anh uh, anh lồng đèn uh, hội an này anh cần phải xem lại cho mình cái phần này nhé làm sao cho tốt hơn chứ thế này ra hội đồng thì cũng hơi gay đấy người ta sẽ nhìn vào đây người ta sẽ đánh giá mình là còn còn sơ sài nhé bởi vì là chúng ta có hai năm học thạc sĩ cơ mà có một năm làm bài này cơ mà nhé một năm mà làm như này là hơi sơ sài mình phải dựa vào những nghiên cứu có trước để hình thành giả thuyết đấy chỉ là một căn cứ thôi em ạ ngoài ra nó còn một số căn cứ khác nữa như là nghiên cứu sơ bộ nghiên cứu tỉnh, định tính ý, nhé rồi ok cảm ơn anh lồng đèn nhé vậy là bài của anh đã nhận xét xong rồi đấy rồi và chúng ta sẽ đi vào bài này thật nhanh sau đó mình sẽ trách đạo văn uhm... tích hợp giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội dạy học môn cơ sở giáo cơ... môn giáo dục công dân ở trường tích hợp đúng không ạ nhìn vào đề tài này thì các bạn phải xác định cái, cái mục tiêu nghiên cứu là cái gì câu hỏi nghiên cứu là cái gì là chúng ta cùng xem bạn ấy viết như nào nhé chúng ta đi ngay vào cái phần đây tổng quan của bạn ấy xem nào xem có bạn viết được cái gì này. mục đích này trên cơ sở nghiên cứu lý luận tệ nạn xã hội phòng chống ờ các bạn ơi cái này cũng lại giống như bạn giống như anh đèn lồng thôi các anh chị viết ngắn gọn thôi ạ mục đích các bạn nhớ nhé mục đích và mục tiêu nghiên cứu là hai thứ khác nhau đây này mục đích và nhiệm vụ này nếu mà nhà trường bạn vẫn chỉ viết mục đích và một nhiệm vụ thôi thì ý người ta muốn nói đến mục tiêu đấy đấy thì chúng ta viết ngắn gọn thôi cái mục tiêu mà anh chị muốn làm trong đề tài này là gì viết ngắn gọn thôi không nhất thiết phải viết thành một đoạn văn với nhiều câu văn như thế này làm gì trên cơ sở gì gì đấy mục tiêu nghiên cứu của đề tài hai chấm viết luôn ngắn gọn thôi nhé viết càng dài hơn càng sai nhiệm vụ này. Không cần thiết một là, hai là, ba là đâu. Đúng không ạ? Nhiệm vụ thì bắt đầu bằng một động từ, bắt đầu bằng một động từ. Và cứ bắt đầu bằng một động từ bạn viết thôi. Nhiệm vụ đầu tiên là gì, nhiệm vụ thứ hai là gì, nhiệm vụ thứ ba là gì. Đấy. Đề tài này của bạn bắt đầu bằng chữ gì ạ? Tích hợp giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong giáo dục dạy học môn công dân. Vậy câu hỏi nghiên cứu có thể là tích hợp giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong dạy học môn công giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở như thế nào có nghĩa là cái việc tích hợp đấy diễn ra như thế nào để các bạn sinh viên các bạn ấy các bạn học sinh các bạn ấy vừa có cái uh, được dạy về cái giáo dục công dân với giống như kiểu đạo đức ấy các bạn ấy vừa có những cái kiến thức để phòng chống tệ nạn xã hội thế bây giờ áp dụng hay là lồng ghép các nội dung lại với nhau như thế nào hoặc là đưa ra các phương pháp dạy học như thế nào nội dung ra làm sao kiểu kiểu như vậy để các em ấy vừa có hai cái nội dung kiến thức này trong một, một 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 buổi học hoặc là một chương trình học đấy mình đang hiểu đề tài bạn mong muốn là như vậy vậy cái mục tiêu của bạn là gì đúng không mục tiêu chúng ta viết theo như vậy thôi chúng ta đâu có phải diễn giải ra cả một đoạn văn dài như vậy làm gì ví dụ như là mục tiêu đề này tài này của tôi mục tiêu nhé thông qua nghiên cứu đề tài này là tìm ra một cái giải pháp hoặc là đưa ra giải pháp giúp tích hợp đấy nội dung giảng dạy hoặc là nội dung về phòng chống tệ nạn xã hội và dạy học môn giáo dục công dân cho trong dạy học môn giáo dục công dân cho học sinh tiểu học bây giờ là trong qua đề tài này của tôi tôi nghiên cứu ấy, để tôi tìm ra một cái phương pháp làm sao để tích hợp lại với nhau thế thì mục tiêu của tôi là đi vào câu chuyện là để có phương pháp hoặc là để mục tiêu của tôi là đi vào câu chuyện là để làm sao có được nội dung để làm sao có một cái nội dung cho nó phù hợp tích hợp được hai nội dung này vậy cái mục tiêu phải là do nhà nghiên cứu người ta vừa ra chứ đâu phải do người nhận xét như tôi gạch ra đâu vậy tôi chỉ muốn nói là bạn cần phải chỉ triển khai cái mục tiêu nó ngắn gọn thôi mục tiêu là em muốn làm sao để xây dựng được một cái chương trình nó có sự tích hợp cả hai nội dung này cho các em học sinh hay là em đưa ra mục tiêu của em là em muốn tìm ra được một cái phương pháp để tích hợp đấy em muốn tìm cái gì em muốn làm cái gì trong đề tài này em muốn đi nghiên cứu và sản phẩm của nó là cái gì là một cái bộ nội dung hay là một cái bộ phương pháp hay là cả hai hay là thế nào vậy mục đích của cái việc tích hợp đó để làm gì à mục đích nghiên cứu này của tôi là để cho các bạn học sinh vừa có đạo đức là một người công dân tốt bên cạnh đó các em lại vừa có kiến thức để phòng chống tệ nạn xã hội bảo vệ bản thân mình và cộng đồng xã hội đấy mục tiêu mục đích các bạn thấy nó khác nhau chưa thế thôi vậy nhá mình góp ý như vậy để tác giả của bài này viết được cái phần mục tiêu nó ngắn gọn thôi còn mục tiêu là gì thì bạn bản thân bạn là người rõ nhất chứ bạn đừng hỏi mình rất nhiều bạn hỏi mình là thầy ơi mục tiêu đề tài của em là gì làm sao mà mình biết được mục tiêu thì mình chỉ đoán là thôi còn bản thân bạn bạn phải xác định được mục tiêu rõ ràng thì bạn mới đặt được tên đề tài cho nó phù hợp chứ bây giờ bạn lại hỏi đố ngược lại thầy thế thì thầy không biết chỉ có là qua đến tên đề tài này người ta đoán được thôi đấy rồi lý do chọn đề tài mình thấy là bạn đang bị lỗi về mặt hình thức như này xong là trong bài này của bạn bạn có nói rằng là công nghiệp hóa hiện đại hóa rồi tệ nạn xã hội này kia thì nó thật nó không có số liệu bây giờ bạn mà có một vài cái số liệu nói về cái Uh, ma túy mại dâm của Việt Nam hay như thế nào đấy trong một cái địa bàn của bạn này kia thì nó thuyết phục hơn rất là nhiều là bối cảnh đó ở đây bạn Hường hay là bạn 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 tú Anh các bạn có thắc mắc về khóa học nào hay là có nội dung nào không cái thứ hai nhé mình xin góp ý luôn cho bạn này này chúng ta không nên viết một đoạn văn nó dài như thế này trong cái khóa chuyên hình ấy mình dạy luôn các bạn cách một đoạn văn nên viết như thế nào một đoạn văn mà dài một trang giấy này người ta đọc xong người ta không hiểu đoạn văn bạn muốn nói về cái gì đâu một đoạn văn nó có câu luận điểm và từ một đến hai câu mở rộng diễn giải và sau đó là các luận cứ khoa học chỉ từ 3 đến 5 câu văn thôi chứ không phải là 30 đến 50 câu văn như này nó chết đấy nha rồi <laughs> trên thế giới vấn đề của chúng ta không nghiên cứu về tệ nạn xã hội nhá bạn ơi vấn đề nghiên cứu của chúng ta là sự tích hợp chứ chúng ta không nghiên cứu về tệ nạn xã hội cho nên trên thế giới thì bạn phải đi vào các đề tài có sự tích hợp giữa hai cái nội dung giảng dạy để bạn xem người ta tích hợp như thế nào thì mình học theo người ta để mình tham khảo người ta chứ chúng ta không nghiên cứu về tạng xã hội hay là tệ nạn xã hội của quốc gia nha yeah. và đặc biệt là không có thì rằng thì là mà hạn chế nhé bạn thấy chưa viết được cái phần tổng quan đâu mà đơn giản đâu đây ở Việt Nam thế bạn đang tổng quan nó cũng chưa được tốt đâu Đây này nói chung chung thôi, chưa có tên đề tài, chưa có đề tài gì cả, Nhá. Đây, cái kết luận này của bạn cũng không có ý nghĩa gì đâu. Thầy ơi, khóa chuyên sâu thì dùng cho những đối tượng nào? À, mình vừa nói rồi nhá, khóa chuyên sâu này thì dành cho các bạn đang học thạc sĩ và các anh chị đang học đại học. Các bạn đang học đại học mà đang có luận tốt nghiệp, có luận tốt nghiệp và nghiên cứu học, có nghiên cứu định lượng với svs. Còn khóa chuyên sâu này là dành cho các bạn giảng viên và nghiên cứu sinh. Đấy, vậy là từ đại học cấp năm 1 năm 2 năm 3 năm 4. Năm 4 và thạc sĩ, thạc sĩ, giảng viên và nghiên cứu sinh hết rồi. Cấp học cao nhất rồi, viết báo tăng tạp chí là hết rồi. Cốt trình 1 1 với các giáo sư với các phó giáo sư, tiến sĩ. Đấy, vậy, vậy gần như là combo đủ hết. Vậy là chuyên sâu thì các bạn nhớ nhé, nhóm nào cũng có luôn nhé. Rồi, mục đích nghiên cứu. Vậy cái này mình vừa nhận xét rồi nhé, không nói lại nhé. Nhiệm vụ nghiên cứu các bạn nhớ nhé. Nhiệm vụ đi theo mục tiêu nhé. <laughs> Um, đăng ký quá chuyên ninh thì bao giờ nhận được mã kích hoạt. Ví dụ như bạn mà đăng ký ban ngày ấy, thì bạn sẽ nhận được luôn thôi. Còn bạn đăng ký ban đêm ấy, thì chúng ta chờ trời sáng một chút. Bởi vì buổi tối thì nhiều khi các bạn nhận trách được cũng đỡ. Các bạn ạ. Bên thầy có nhận viết luận văn học bổng không ạ? Thì mình cũng không biết là luận văn của bạn như thế nào. Nếu mà bởi vì là mình biết rằng là một số trường ngay cả bản thân mình cũng thế thôi. Mình nói thật là các bạn thì mình cũng rất hay lỡ dở với các học bổng um, du học mình làm nhiều lần lắm rồi nhưng mà đấy các bạn xem đợt thì là covid đấy, đợt thì bởi vì là mình là thuộc cơ quan bộ nên cho nên là nhiều khi nó cũng thủ tục thế thì mình cũng đã làm đề cương các bạn nhớ là ví dụ như là bạn đang muốn hỏi về học bổng thì mình cũng không biết là bạn của bạn như thế nào nhưng mà ví dụ như khi mình làm học bổng thì mình phải có đề cương nghiên cứu và cái đề cương nghiên cứu của mình hồi đấy phải được chủ tịch hội đồng khoa học của nhà trường ký duyệt có nghĩa là cái đề cương của mình phải được chủ tịch hội đồng khoa học ký duyệt chủ tịch hội đồng khoa học của nhà trường đấy nhé của học viện đấy nhé ký duyệt cơ sau đó mới đủ điều kiện để nộp còn người ta duyệt hay không không biết nhé vậy cái đề cương của bạn mà được hội đồng duyệt thì bạn cũng cần phải như thế nào thì người ta mới duyệt chứ đấy thì cái đấy mình chia sẻ như vậy nhé thì mình cũng đang không biết bạn muốn hỏi về cái gì bỏ một đề cương của bạn như nào đối tượng nghiên cứu các bạn nhớ này chúng ta chỉ có một cái gạch đầu dòng thôi cho nên chúng ta không nhất thiết phải gạch đầu dòng đâu gạch đầu dòng là liệt kê nhé đây, đối tượng nghiên cứu của bạn không phải là những quy tắc, những quy trình tích hợp giáo dục đâu bạn ơi. Để còn viết tắt cái gì đây nữa. Bạn nhớ nhé. Cái đối tượng nghiên cứu của bạn ấy chính là cái việc tắt tích hợp. Chứ không phải là những nguyên tắc, những quy trình. Bạn đâu có nghiên cứu về những nguyên tắc, những quy trình. Bạn nghiên cứu về sự tích hợp. Còn cái sự tích hợp đó, nội dung nó có cái gì? Thì đấy chính là nội dung nghiên cứu. Nhá, nhớ nhé. Cho đối tượng nào thì không cần thiết viết đây đâu. Cho đối tượng nào thì đấy là cái khách thể nghiên cứu rồi tại đâu đó thì là phạm vi nhé nội dung uhm, nội dung nghiên cứu mình vừa mới nhận xét cho anh đèn lồng hội an xong bạn này cũng lại mắc lại các bạn thấy chưa đa số các bạn kể cả các anh chị đang học thạc sĩ mà các anh chị chưa làm quen ấy các anh cứ chị cũng mắc và các bạn sinh viên thì lại càng mắc từ nãy giờ các bạn gửi bài cho mình rất là nhiều rất là dài bạn này 70 trang 3 70 trang 37 trang nhưng nó thật từ nãy giờ mình nhận xét từ trên đến dưới này các bạn đã có mục nào đúng đâu Thế vậy các bạn thử nghĩ xem đi Một cái phần nghiên cứu mà cái phần mở đầu chưa đúng Thì liệu cái nội dung có tốt được không Mình chỉ nói thế thôi cho nên là đôi khi Chúng ta không nhẫn thiết phải đọc hết bài đâu Đọc hết cái phần mở đầu mà còn lủng củng ấy Thì viết lại Đấy, mình nói thật là như thế Về không gian đây này, này Về không gian Thì chỉ có cái này thôi Nhưng bạn viên mặt thời gian thì chưa có này Thời gian của bạn chưa có này Đấy Uh, OK. Rồi bên mình thì không dạy cái loại này bạn ạ. Bên mình chỉ dạy viết thuyết mình để cơ nghiên cứu thôi. Còn cái này là bạn là ai thì nó giống như kiểu là một cái tip đúng không? Một cái tip để viết làm sao cho ấn tượng. Thì cái này mình mình không có chuyên môn mình không nói nhé mình không biết bạn ạ. Nhưng mà hôm vừa rồi mình có tham gia một cái chương trình là từ nghiên cứu khoa học trên hành trình đến hành trình vạn dặm của đạo ngoại thương tổ chức. Thì hôm đấy mình được uh, mời là khách mời danh dự, mình có đến dự. Thì rõ ràng là cái phần mà bạn trả lời các câu hỏi này ấy, Nó làm sao tạo ra được sự khác biệt Không nhất thiết phải dấu mô típ trên mạng đâu Bạn phải thể hiện được cái sự khao khát Và đặc biệt là bạn phải có được cái năng lực Ví dụ như là bạn có Ví dụ như tham gia vào học bổng của trường Thì rõ ràng cái năng lực của bạn Học bổng đấy là dành cho những người học giỏi Hay là dành cho những người nghiên cứu Thì rõ ràng bạn phải thể hiện được cái năng lực Và cái đam mê với cái vấn đề đó Bởi vì học bổng thì chỉ có một thôi chẳng hạn Nhưng rất nhiều người viết rất nhiều người sẽ show cái điểm GPA, các cái hoạt động thiện nguyện này kia họ nhiều lắm. Nhưng cái gì là cái bạn phù hợp nhất với đối tượng của cái học bổng đó, thì mình nghĩ rằng cái đấy là hôm vừa rồi mình có nghe các chuyên gia bên đó họ cũng chia sẻ như vậy. Thì mình về mình cũng chia sẻ lại với bạn. Bởi vì họ là cái người mà lọc học bổng chuyên nghiệp, cho nên những cái thứ gì mà ai cũng biết được ấy, thì họ cũng đánh giá cao. Mà họ sẽ đi vào câu chuyện điểm nhấn, ví dụ học bổng mà để học tập. Bao giờ người ta phải ưu tiên những ông nào mà đam mê học tập và đam mê nghiên cứu kiểu như vậy các bạn chứ còn câu chuyện là đi thiện nguyện này kia nó chỉ là một cái phần thôi rồi về phương pháp nghiên cứu thì bạn này cũng đang bị giống như cái cái anh đèn lồng nhé khi mà bạn ấy không phân biệt được không 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 phải không, không phân biệt mà anh không khu biệt được các cái nhóm phương pháp nghiên cứu thu thập đấy phương pháp xử lý vân vân đấy nhé kể cả câu chuyện là chuyên gia các bạn nhớ là khi chúng ta viết một cái phương pháp ấy không phải là chúng ta viết là phương pháp này là phương pháp gì. Và chúng ta phải nói là phương pháp chúng ta phải mô tả lại phương pháp đó được thực hiện như thế nào. Các chuyên gia đây là ai? Đấy, thì bạn sử dụng phương pháp chuyên gia này tại thời điểm nào, với đối tượng nào? Mục đích thu thập của bạn là gì? Và các cái nội dung trao đổi là gì? Và kết quả thu được là gì? Với là chúng ta mô tả lại cái quá trình chúng ta sử dụng phương pháp này. À, tính mới thì xét trên mấy khía cạnh nhé cả về lý luận cả về thực tiễn chúng ta không đi viết 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 mà nó đang ẩu 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 nghe không được đâu đấy ở đây là một số cái phần bạn viết này cái phần này thì mình biết mình nhìn vào đây là mình biết là bạn 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 copy rồi không tin thì bây giờ mình sẽ chết đạo văn cho bạn này nhé mình sẽ bôi vàng đoạn này các bạn nhìn thấy chưa mình sẽ bôi vàng đoạn này và mình sẽ cho rằng cả cái đoạn này của bạn đây là phần copy khi mình phát hiện ra những cái lỗi về copy rất là nhiều đó ok với bài của bạn này mình nghĩ là được dừng lên là vừa rồi bây giờ mình sẽ tắt cái bài này đi nhé sau đó các bạn cùng xem với mình bây giờ mình sẽ check đạo văn cho bạn này luôn đây hiện nay mình đang sử dụng phần mềm turn it in nhé các bạn nhìn này turn it in để check đạo văn bây giờ mình sẽ mở một cái hộp nộp mới luôn nhé các bạn nhớ nhé, bên mình có khoảng độ 100 ô, mỗi một ô nộp được 4 bài, chúng ta sẽ có 400 bài mình sẽ ghi là test nhé ok mình chọn trên máy tính này mình chọn đúng cái bài của các bạn vừa rồi nhé các bạn số 1 vừa rồi nhé để chúng ta check xem là những cái gì mà thầy phong vừa nhận xét ở cái đoạn mà bạn này đi copy ấy, thì xem có đúng không nhất đây nhé bạn nhìn này mới này số 1 đây nhé chuẩn chưa chuẩn rồi nhé tải lên này các bạn cùng xem là mình mất bao nhiêu giây để mình check đạo văn nhé đây đây là 22 giờ 08 08 phút mình sẽ kéo dài cái phiên này ra khoảng độ một vài phút nữa <laughs> các bạn cùng xem cái quá trình mà mình check đạo văn nhé <laughs> đây nó đang loát lên đây bài này của bạn lấy mình đang ở trong một cái phòng kín cho nên là mạng nó hơi yếu một chút các bạn nhìn này nó chưa được phun vạch đâu đấy nó tải xong rồi đấy đây bây giờ tải lên này ok các bạn cùng đợi với mình nhé à, mình xin chia sẻ nhé, bài của bạn sinh viên này, bạn ấy đang có 37 phần 37 trang thôi. Nhưng mà mình nhận xét rất mình 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 vừa nhìn lướt qua phần nội dung mình thấy có nhiều phần đang đi copy. Bây giờ mình sẽ check đạo văn cho bạn này. Các bạn nhớ là một bạn sinh viên chỉ được phép trùng lặp 25% thôi. Bây giờ các bạn comment cho mình nhé. Các bạn dự đoán xem bài mà 37 trang như bạn này sẽ trùng bao nhiêu phần trăm. Rồi. Ok, bây giờ mình uh, xin chia sẻ với các bạn nhé. Bây giờ là cái một cái bạn sinh viên này mình vừa mới nhận xét cái nội dung của bạn ấy xong. Bây giờ mình check đạo văn tên in cho bạn đấy. Và bài này của bạn ấy chỉ có là 37 trang thôi, được chưa? Bây giờ các bạn thử comment cho mình xem là các bạn dự đoán xem trong bài này của bạn ấy liệu sẽ trùng bao nhiêu phần trăm. Bạn nào mà đoán đúng tỷ lệ phần trăm thì mình sẽ uh, giảm giảm 10% nhé, bất cứ một khóa học nào bên mình cho mình uh, cho các bạn. Ok chưa? các bạn cứ comment xuống dưới nhé như là một cái uh, dạng mini game thôi uh, 37 trang và có dấu có nhiều dấu hiệu copy và các bạn nhớ rằng là một một bạn sinh viên ấy thì nhà một bạn một bài của một bạn sinh viên nhà trường chỉ cho phép chúng ta trùng khoảng 25% thôi bây giờ các bạn cứ comment cho mình là liệu trùng bao nhiêu phần trăm ok uh, nếu mà chính xác thì chúng ta sẽ được lĩnh phần thưởng nha bây giờ chúng ta thử uh, enter xem là nó đã lọc được chưa nhé U uh, 80% các bạn ạ Và ở đây không có bạn sinh viên nào comment uh, chính xác Các bạn mới đang dự đoán được đến 70% là cao nhất Còn đâu toàn 68% Nhưng mà bạn này đã trùng đến 80% uh, Sorry các bạn này một chút Bạn ấy gửi bài cho mình để nhận xét thôi Bạn ấy không có nhu cầu trách đạo văn Nhưng mình check ở đây này Để cho bạn ấy biết rằng là Bài của bạn đang đi theo một cái hướng làm bài hoàn toàn sai Bởi vì bạn đang không hiểu về đạo văn và trong nội dung bài của bạn đó nó đang bị copy rất là nhiều bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần xem để xem là bạn ấy đang bị đạo văn như thế nào và mình sẽ mở luôn bản gút của bạn đấy để xem rằng là cái phần mà mình vừa bôi vàng ấy nó có thực sự bị đạo văn không ok à, các bạn chờ một xíu đang chạy ra nhé <laughs> đây đây là bài của bạn ấy đây ok à, bây giờ mình sẽ mở lại cái cái phần mà mình vừa bôi vàng của bạn ấy các bạn cùng xem nhé. Hôm nay thì mình có nhận xét bốn bài, thì đây đang bốn bài đây. Các bạn chờ xíu nhé. Đây, um... chúng ta sẽ cùng mở cái phần mà bạn ấy vừa viết cái phần cơ sở lý luận ấy, mà mình có bôi vàng ấy, các bạn cùng xem này, để các bạn thấy được cái phần đó mình dự đoán nó có đúng không. Đây, đây là cái phần mình vừa bôi vàng, các bạn nhớ chưa nhỉ? Bây giờ mình quay trở về bài của bạn ấy nhé bây giờ mình sẽ ấn tải xuống này đây là tỷ lệ phần trăm 80% phần trăm này tám phần trăm và bây giờ mình sẽ thử tải cái phần cái kết quả check này xuống à, các bạn chờ một xíu nhé đây Ok. Các bạn chờ một xíu nó sẽ tải uh, nó nó sẽ tải xuống đây, nó đang chuẩn bị tải về này. <laughs> ok, bạn something special, các bạn chờ mình một chút nhé. Ờ mình sẽ tải về mình sẽ chỉ ra cho các bạn biết là một cái bài viết của một bạn sinh viên kể cả bài nghiên cứu hay bài báo cáo thực tập. Và khi các bạn viết ấy, các bạn thiếu đi một chút cái phần lưu ý về đạo văn thì các bạn sẽ phải đối mặt với việc trùng đạo văn như thế nào. Ok, bây giờ bạn bài này bạn đã tải về rồi đây rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra để mình đối chiếu với cái phần mà mình vừa uh, vừa 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 check nhé. Ok. Thế rồi. Đây nó nhảy tưng 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 đây. Đây là cái phần mà bạn ấy viết đây. Rất thật đấy các bạn nhé. Bài này bạn ấy dùng cái dấu ngoặc kép các bạn nhìn này. Cái dấu ngoặc kép nó đánh nó còn không chuẩn đấy đánh là đang thẳng đuỗi này thì phần mềm nó không miễn đâu đây này đây là đóng hoặc kép này mở này đây đóng này hai cái thằng này nó không hề tương thích với nhau đấy cho nên nếu mà có trách đạo văn thì nó cũng không miễn cho cái đoạn này đâu cho nên đấy là một trong những tiêu chí mà khiến cho bài này bị đạo đạo văn rất là nhiều trùng lặp rất là cao ôi ôi cô reader nó còn đang nhảy tưng tưng đây các bạn này rồi cái thứ hai ấy, mình dự đoán cái bài này bị đạo văn nữa cao nữa các bạn biết là gì không? Bởi vì hai cái phần viết của bạn này nó đang không trùng nhau về mặt định dạng. Nó giống như kiểu là cái cách thức mà chúng ta đi copy ấy. Đó. Rồi mở ra rồi đây rồi. Bây giờ mình sẽ kéo xuống cái phần mà đây nhé Mình sẽ kéo xuống cái phần mà mình vừa mình vừa bôi vàng nhé Đây. Các bạn có nhìn thấy cái phần mình vừa bôi vàng đấy không? Đây, tệ nạn xã hội đây. Và đây là phần bôi vàng đây. Đây là cái phần mà trước khi mình check mình đoán, còn đây là cái phần mà sau khi check xong nó ra sản phẩm. Kinh khủng. Đấy. Các bạn thấy chưa? Cái phần bên trên là tất cả màu tím, còn phần bên dưới là tất cả màu vàng, màu đỏ. Thì nó tương thích với cái phần định dạng hai phần khác nhau, một là phần định dạng xịt xịt đây, một cái phần là gì định dạng rộng hơn. Thế cho nên mình mới đoán là bài này đi copy và y như rằng một phần là màu tím, một phần là màu đỏ. Cho nên với bạn sinh viên này, mình xin nói thật là cách làm của chúng ta đang bị đi sai. Đi sai trong cả câu chuyện trích dẫn. Đi sai trong cả câu chuyện mà hình thức người ta gọi là gì? kỹ thuật trích dẫn của em cũng đang bị sai. Em đang trích dẫn sai, thiếu nguồn và kỹ thuật trích dẫn của em cũng đang bị sai. Nhá, cho nên nó đẩy cái phần cơ sở luận của em đang bị trùng gần như 100% và nó đẩy lên cái tỷ lệ trùng nọc của em đang bị dính ở đây là 80%. Mà 80% em biết rồi Nó gần như là một cái bài để copy nguyên văn Thế cho nên là nhà trường sẽ không bao giờ duyệt Cái bài này cho em nộp đâu Cho nên là thông qua bài này Thầy vừa nhận xét cho em về mặt nội dung Xong rồi, bây giờ thầy lại còn nhận xét Và check cho em về mặt đạo văn nữa Để em biết là, là bài của mình nó đang ở mức nào Để em có sự điều chỉnh cho nó phù hợp Ok nhé Nếu các bạn thấy cái phần mà mình uh, check đạo văn uh, Này Hữu ích hay thì các bạn hãy like share Uh, còn những bạn nào mà chưa hiểu về đạo văn muốn tư vấn để giảm tỷ đạo văn thì các bạn có thể liên hệ mình sẽ cùng trao đổi với nhau nhé hướng dẫn cho các bạn và ở đây có một cái nội dung nữa một bạn sinh viên bạn ấy vừa có hỏi cho mình là thầy ơi em đang làm chuyên đề tốt nghiệp có bảng hỏi và chạy khảo sát SMS thì em nên chọn khóa nào thì bạn something special ấy mình sẽ tư vấn cho bạn như sau nhé ở đây ấy, có hai cái nội dung em có thể nhìn thấy thứ nhất là khóa training hai là khóa chuyên sâu dành cho thạc đại học và SBS. thì theo thầy thì em nếu như em cảm thấy là mình đang viết bài rất tốt rồi chỉ đang vướng ở cái phần khảo sát dữ liệu, xây dựng bảng khảo sát, mô hình và chạy dữ liệu thì em có thể đăng ký khóa SVF còn nếu em cảm thấy rằng là cái phần mà tổng quan của mình, trình bày nội dung của mình, đạo văn của mình, hình thức của mình, rồi thì uh, viết uh, cái phần mở đầu của mình, tất cả các nội dung, cách thức viết bài của mình còn đang kém, kể cả câu chuyện là trích dẫn của mình chưa biết hoặc là trích dẫn còn đang kém thì em có thể đăng ký khóa chuyên này cộng hai khóa này lại thì nó thành cái khóa combo số 3 này nó sẽ giảm đi 10% cho em đấy thì đấy là cái mà mình tư vấn cho bạn có bạn đăng ký khóa nào cũng được đó thì đấy và khi các bạn đăng ký khóa này thì các bạn sẽ được học với giảng viên hai giảng viên cơ và đặc biệt là các bạn sẽ áp vào nhóm để khi các bạn chạy dữ liệu thì các bạn sẽ được giảng viên giải đáp một số thắc mắc của mình thậm chí là giảng viên sẽ tư vấn thêm là em cần phải làm gì để số liệu để mọi thứ của em có được tốt hơn thì ok khóa này chứ còn em không đến mức phải học khóa nghiên cứu sinh hay là giảng viên đại học đâu đúng không trừ khi sau này em làm giảng viên thì em cần học thôi còn không thì hai khóa này là hai bạn sinh viên thì chỉ cần hai khóa này thôi các bạn sinh viên có thể chinh chiến à, mình nghĩ rằng là tất cả các cái dạng bài trên môi trường đại học rồi à, riêng cái khóa này đã ôm hết rồi Đấy. báo cáo thực tập thì không mấy khi chúng ta phải chạy dữ liệu như trên này khóa này đã xử lý báo cáo thực tập báo cáo kết tập thoải mái rồi nhé đó thì đấy này mình tư vấn cho bạn uh, special còn uh, với cái phiên live ngày hôm nay mình sẽ đăng lên trên kênh it trên đường link trên bio trên kênh tiktok này các bạn có thể xem lại hôm nay thì mình có tư vấn cho bốn bài khóa luận tốt nghiệp một bài thạc sĩ thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cả mình trách đạo văn và tư vấn cho các bạn rất là nhiều nữa À, các bạn hãy xem nó đi để giúp kinh nghiệm cho bài của mình còn khúc mắc ở đâu khó hiểu chỗ nào chúng ta có thể trao đổi với nhau trên đường link video trên kênh tiktok này à, các bạn ơi các bạn nhớ follow kênh nhé bởi vì ngày nào mình cũng ra video một năm mình cam kết ra cho các bạn khoảng 400 video cơ để các bạn học để các bạn làm thoải mái ok à, phiên like của mình chỉ kết thúc vào lúc đáng nhất kết thúc vào lúc 22 giờ rồi nhưng mà lỡ hứa với các bạn là có trách đạo văn và trách để cho các bạn biết rằng là cách thức làm bài như thế này mà không tốt thì đây là kết quả kết quả nó nhãn tiền ngay lập tức và đây là cái tỷ lệ check đã văn các bạn nhìn này mình chia sẻ cho các bạn thêm một chút xíu thôi nhé là các bạn nhìn này đây là tất cả các cái bạn sinh viên mà mình check trên livestream bạn nào xem livestream tất cả các buổi trước đều biết mình không có check lại tất cả đều là check lần đầu tiên và bên mình check thì không bị lưu bài các bạn bạn check thoải mái nhưng đây là một cái cảnh báo check bốn bài thì hai bài 72% một bài 84 một bài 80 thì đủ hiểu là chúng ta đang bị mắc như thế nào khi làm bài. Và như thế này thì không bao giờ được điều kiện nộp về nhà trường đâu. Nhà trường chỉ 25% thôi. Cho nên các bạn nhớ nhé. Các bạn hãy xem các record lại để chúng ta học. Ok. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những khóa học. Hoặc là hẹn gặp lại các bạn vào buổi live stream gần nhất. Thì mình cũng chưa biết là buổi live như thế nào. À, các bạn uh, follow mình thì các bạn đều biết là nhà mình đang có xảy ra một cái sự việc đó là cậu ruột của mình đúng không ạ? Uh, cậu ruột của mình ý, uh, vừa mới bị sát hại ở bên nhật các bạn có thể xem trên báo đúng không ạ và đến thời điểm này thì cậu mình cũng chưa được về nước để mai táng công an người ta mới chỉ có vừa mới trao trả xác uh, cậu mình cho, cho 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 người nhà vào sang tuần thôi chưa triển khai được cái gì cả Thế cho nên đây vẫn là cái thời điểm mà nhà mình cũng đang phải 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 phải, phải um, chờ Thế cho nên mình cũng không biết là cái phiên live tiếp theo như thế nào và cũng qua đây thì cũng Uh, xin gửi tất cả các bạn sinh viên hay là các bạn nào mà có thể xem live này là các bạn trước một cái sự việc đó trên mạng các bạn đừng comment cái điều gì nếu mà chúng ta không biết bởi vì đôi khi những comment của chúng ta sẽ làm tổn thương thêm những cái người trong cuộc và qua đây thì cũng nhắn gửi tất cả các bạn sinh viên đang đi học ở nước ngoài là chúng ta hãy cố gắng uh, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo cho mình một cái sự an toàn khi chúng ta ở bên nước ngoài đó Ok, xin chào các bạn uh, Hẹn gặp lại các bạn vào cái live gần nhất Xin chào